Xin chào cả nhà, em tiếp tục phục vụ các bác chiếc máy lọc khí Daikin Mặt Nguyệt nhé, một con mã số 4 này. Bên em bán máy theo mã số. Con này thì lại tiếp tục là sản xuất năm 2016 các bạn ạ. Hàng đã được test dọn, chạy ok, ngon lành, chuẩn chỉ rồi. Cảm biến ẩm các thứ là chuẩn đét các bác nhé, không có chuyện hỏng hóc đâu. Bên em tất cả đều kiểm tra tất cả các hạng mục rồi. Hình thức bên ngoài các bác nhìn đã làm rất là đẹp rồi nhé. Daikin Mặt Nguyệt đời 2016, series máy 2326 nhé, chuẩn chỉ mọi 2016 là 75W. Mà con máy quá đẹp luôn, dùng được cho phòng khoảng 55m² đổ lại, bây giờ cho phòng khách, phòng ngủ, dùng chung cư, lọc khí, bù ẩm, khử mùi, diệt khuẩn các bạn ạ, đầy đủ tính năng hết. Nội thất thì cực đẹp luôn nhé các bạn nhé, rất là mới luôn, hai cục lọc tĩnh điện con này. Đấy. Đây là cái ưu điểm vượt trội nhất của cái dòng Daikin đồng hồ vuông này, Daikin Mặt Nguyệt này. Cho nên là các bác thấy em chủ yếu em tập trung em bán hai cái dòng này là nhiều. Mặc dù trên thị trường có rất là nhiều các cái loại máy lọc không khí khác nhau, nhưng mà sau thời gian bán rất là nhiều các loại thì em đúc rút lại làm sao để bán cho các bác những cái máy mà nó tốt nhất với cái giá thành mà hiện tại các bác để sở hữu được nó hợp lý. Đấy, kinh tế thì ai cũng khó khăn, chứ còn để bán những cái máy 5-10 triệu các thứ thì nó không phải là khó, nhưng mà để đa dạng được các bác khách hàng có kinh tế vừa phải phục vụ được các bác thì nó lại rất là khó. Đấy, con này màng thô các bác này, HEPA thì em thay mới rồi nhá, mới tinh rồi. Đấy. Một cái máy lọc khí này thì các bác yên tâm nhá, không lo về hỏng hóc đâu. Đấy, nó rất là bền, gần như nó chả có gì để hỏng đâu ạ. Màng HEPA thì kể cả các bác có mua một con máy đời mới tinh hay một con máy mới thì cũng dùng tầm 1 năm đến 2 năm là cùng là các bác cũng phải thay màng rồi. Đấy, cho nên ở đây mình mua một con máy này với cái giá thành nó rẻ hơn mới bằng một phần mấy luôn. Như con này mới là khoảng 10 mấy triệu các bạn. Đấy, ngày xưa sản xuất nhé, bây giờ rất là rẻ. Bây giờ hoặc là model mới khác các bác bỏ ra chục triệu các bác mua một con máy mới. Đấy, thì các bác dùng cũng chỉ tầm 5 thì các cái bộ phận này nó bật thì các bác cũng phải tháo vệ sinh, cọ rửa, thay màng, được ạ. Cho nên là các bác cứ mua cho em dòng này vừa phải tầm tiền. Năm ngoái nó đắt không làm gì, nhưng năm nay nó rất là rẻ rồi, chỉ còn hơn 3 triệu thôi là các bác sở hữu được một con máy lọc khí rất là VIP rồi, full tính năng. Không tội gì mà mình phải quá cầu kỳ, mình đầu tư những cái con máy nó quá đắt tiền các bạn. Thực ra bản chất của nó thì không có gì thay đổi nhiều về công nghệ đâu. Này rất là đẹp luôn coi nhé. Bên Nhật họ chỉ dùng 1 đến 2 năm một cái máy lọc khí thôi ạ. Khi mà màng nó bẩn, máy nó bị bẩn ở bên trong là họ không có bao giờ tháo ra vệ sinh đâu các bác nhé. Mà họ mua một cái máy mới luôn đấy ạ. Trên đây các bác thấy hàng bãi về mình mới nhiều như vậy chứ. Chứ còn họ mà dùng hàng chục năm, em nói thật họ dùng chục năm, 20 năm ấy thì cũng chẳng đến lượt Việt Nam mình bây giờ có những con hàng bãi đẹp lắm như thế này đâu ạ. Bác thấy đầy những con đời 2020-21 nó đã về Việt Nam đầy rồi. Vì thực ra họ dùng có 5, 23 thì ít, chứ còn 23, 22 thì ít vì họ chưa đến 5 để vứt. Còn 21 thì cũng đầy rồi các bạn. 21 đầy rồi nhé, 19, 20, 21 đầy. Chứ không, họ chả bao giờ họ dùng như kiểu Việt Nam mình là lau chùi với cỏ rửa đâu ạ. Hàng thì em rất là nhiều các bạn nhé, nhưng mà em chỉ đăng từng chiếc một thôi, chứ không phải là không có hàng để phục vụ các bác đâu. Hàng máy nhà rất là nhiều luôn. Đấy. Mà đăng từng chiếc một thì các bác sẽ dễ mua. Đấy. Cảm biến ẩm chuẩn chỉ các bác nhé. Đấy. Bên này là bình nước phù ẩm, cái thứ này con này. Đấy, các bác vừa xem nói nhiều quá liên man, cái con này đẹp quá này các bác. Chả biết là mở cho các bác xem màng bình tạo ẩm chưa. Lọc khí liên doanh của Việt Nam mình thì các bác mua toàn bị cắt bớt cái bình bù ẩm ấy đi thôi, nó không có đâu. Cái phần này rất là quan trọng. Đấy. Các bác dùng điều hòa nhiều ấy, các bác bật chế độ bù ẩm này này. Các bác bù ẩm tăng độ ẩm phòng lên. Rất là dễ chịu, hoặc các bác Sài Gòn ấy, độ ẩm trong thì nó thấp hơn ngoài mình nhiều. Các bác bù ẩm vào. Đấy. Còn là mùa đông của miền Bắc ấy, cũng có lúc mà hanh khô độ ẩm xuống 30% luôn thì các bác bật bù ẩm lên. Đấy là những cái tính năng của một cái con máy lọc khí Nhật, vừa lọc khí bù ẩm, vừa khử khuẩn bằng công nghệ timer này. Con này bán 3,3 triệu nhé, đấu biến áp điện 220V và bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Chào các bác.